Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của hai thuộc tính Gravity và Layout Gravity. Chúng ta còn nhớ đối với thuộc tính Layout Gravity thì chúng ta đã được tiếp xúc với nó trong phần Frame Layout. Tôi sẽ quay lại phần Frame Layout để cho các bạn dễ hình dung. Thì trong phần Frame Layout này, khi chúng ta kéo vào một control nào đó, thì chúng ta sử dụng thuộc tính Layout Gravity để định lại vị trí các control. Ví dụ chúng ta muốn nó nằm ở góc trái và ở bên trên, thì Layout Gravity của chúng ta sẽ là top left. Hoặc nếu chúng ta muốn control đó nằm chính giữa màn hình, thì chúng ta đưa vào Layout Gravity giá trị là center. Như vậy, đối với Layout Gravity, nó còn một giá trị nữa, chính là Gravity. Và hai giá trị này rất nhiều bạn nhầm lẫn với nhau. Do đó video này chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa Layout Gravity và thuộc tính Gravity. Như vậy ở đây, Gravity thì chúng ta thấy Inside of the View. Còn Layout Gravity thì nó là Outside. Như vậy, Gravity thì chúng ta sẽ thiết lập vị trí của các thành phần bên trong đối tượng đó. Còn Layout Gravity, Outside có nghĩa rằng bên ngoài. Và lúc này chúng ta sẽ thiết lập vị trí của đối tượng View so với các thành phần ở bên ngoài. Và để hiểu rõ hơn về Gravity và Layout Gravity thì chúng ta cũng thực hiện hai ví dụ. Chúng ta tạo ra hai khối giao diện như hình vẽ. Và khi tạo ra được hai khối giao diện này thì các bạn sẽ hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa Gravity và Layout Gravity. Như vậy ở đây, tôi đã quay lại Android Studio. Và để cho các bạn tiện quan sát thì chúng ta tiến hành tạo ra một layout mới. Chúng ta click phải vào folder layout, tiếp tục layout result file. Và tên của file layout lúc này cũng là activity. Và chúng ta tìm hiểu về Gravity. Nút gốc của chúng ta lúc này cũng là Linear Layout. Tôi tiếp tục nhấn OK. Và chúng ta đóng tập tin XML này lại. Quay lại Main Activity. Và chúng ta thay đổi phần layout cho nó. Lúc này sẽ là Activity Gravity. Sau đó tôi quay lại tập tin layout. Và bây giờ chúng ta tập trung chủ yếu vào tập tin layout này. Tôi sẽ quay lại phần giao diện để chúng ta xem chúng ta cần thiết kế một giao diện như thế nào. Đối với giao diện này thì chúng ta cần 4 bút tông. Bút tông A, bút tông B, bút tông C và bút tông D. Và đây là màu của các bút tông đó. Như vậy, việc tạo ra 4 bút tông này cùng với phần giao diện ở bên tay trái thì các bạn thấy không có gì khó khăn cho chúng ta. Chúng ta thấy các bút tông này được sắp xếp theo chiều dọc. Và được sắp xếp theo chiều dọc, chúng ta đọc lái một tí là chiều vọc. Vọc là V và V là vertical. Và chúng ta sẽ sử dụng Linear Layout để tạo ra. Như vậy, tôi quay lại phần giao diện. Và chúng ta sẽ quay lại tập tin Activity Linear Layout để chúng ta copy cho nó nhanh. Chúng ta đã có 3 bút tông A, B và C. Chúng ta qua phần test của nó và copy 3 bút tông này. Sau đó tôi quay lại tập tin Gravity của chúng ta, cũng qua phần test và tôi bắt 3 bút tông vừa rồi vào đây. Tôi định dạng lại phần Linear Layout ở phía trên. Chiều sắp xếp, tiếp tục width và height và tiếp tục 3 bút tông của chúng ta. Sau đó tôi tiến hành tạo mới một bút tông và bút tông này có test là D. ID cũng vậy, btnd. Width của nó cũng là wrap content, layout height của nó cũng là wrap content. Ở đây tôi bổ sung thêm giá trị là bút tông. Chúng ta copy nó cho bút tông B, bút tông C và bút tông D. Tiếp tục chúng ta định dạng phần màu sắc cho 4 bút tông này. Như vậy phần màu sắc thì chúng ta cũng được học rồi. Do đó tôi không nhắc lại mà tôi đưa trực tiếp phần background của nó vào luôn. Đầu tiên là background của bút tông A. Tiếp tục
background của bút tông B. Nó nằm ở vị trí này. Tiếp tục, background của bút tông C. Nó nằm ở đây. Và cuối cùng, background của bút tông D. Chúng ta chỉ việc lấy mã màu và chúng ta đưa vào cho thuộc tính background. Như vậy, chúng ta đã có 4 bút tông A, B, C, D. Bây giờ tôi sẽ định dạng lại kích thước chiều cao và kích thước chiều rộng cho mỗi bút tông. Và để định dạng kích thước chiều cao, chiều rộng thì chúng ta sử dụng đến layout width và layout height. Đầu tiên, bút tông A, tôi thay đổi lại chiều rộng 250 và chiều cao 80 dB chẳng hạn. Tiếp tục, bút tông B, chiều rộng của nó tôi cũng cho là 250 dB và chiều cao tôi cũng để là 80 dB. Tiếp tục, bút tông C, ở đây tôi cho nó lớn hơn một tí, 280 dB, và chiều cao của nó tôi sẽ cho là 180 dB. Cuối cùng là bút tông D, chúng ta cũng thay đổi chiều rộng, tôi cho 200 dB, và chiều cao tôi cho 70 dB. Và các bạn thấy phần giao diện của chúng ta đã giống như là phần hình vẽ đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các thuộc tính layout gravity và thuộc tính gravity. Đầu tiên, tôi muốn rằng tất cả các bút tông này đều nằm chính giữa phần giao diện thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta thấy rằng các bút tông này đều nằm trong linear layout. Như vậy, các bút tông này chúng ta có thể xem nó là con của linear layout. Và muốn định dạng cho các phần tử con nằm ở một vị trí nào đó thì ở phần tử cha chúng ta sử dụng đến thuộc tính gravity. Gravity thì nó sẽ định dạng vị trí cho các đối tượng ở bên trong. Và nếu như tôi đưa vào center thì các bạn thấy tất cả các bút tông đã được đưa vào nằm ở chính giữa màn hình. Và nếu như tôi muốn các bút tông này nằm ở bên phải thì gravity của chúng ta lúc này sẽ là right. Thì các bạn thấy nó đều nằm ở bên phải. Bây giờ tôi muốn nó nằm ở bên phải và ở góc ở phía dưới. Như vậy chúng ta chỉ cần thêm vào đó là bottom, dấu gạch đứng và right. Như vậy chúng ta đã hiểu hơn về thuộc tính gravity. Hoặc cụ thể hơn nữa, chúng ta sẽ thử xem đối với bút tông A. Đối với bút tông này thì phần test của nó, tôi sẽ qua phần design cho các bạn dễ nhìn. Tôi phóng lớn phần giao diện của chúng ta lên. Và đối với bút tông A, giá trị bút tông A, giá trị test ở bên trong, nó nằm ở chính giữa. Bây giờ tôi muốn giá trị test này nó nằm ở phía bên trên và nằm ở góc trái thì chúng ta phải định dạng như thế nào? Như vậy bút tông A là giá trị test nằm trong thành phần bút tông. Như vậy để định dạng vị trí cho một thành phần nằm ở bên trong một thành phần nào đó thì chúng ta tiếp tục sử dụng gravity. Chúng ta lít vào nó, nhấn tổ hợp phím Ctrl B, di chuyển đến phần mã nguồn của nó rồi. Tiếp tục tôi sử dụng gravity. Và lúc này tôi muốn nó nằm ở phía bên trên sẽ là top. Và ở góc trái tiếp tục đưa vào giá trị left. Thì chúng ta thấy bút tông A nó đã nằm ở đường viền bên trên và ở góc trái của màn hình. Nếu như tôi muốn bút tông B nó nằm sát đường viền ở phía dưới và nằm ở bên tay phải thì chúng ta phải đưa vào gravity cho nó là bottom và right. Chúng ta cũng thử thực hiện. Ở đây tôi sử dụng đến gravity nằm ở đường viền ở phía dưới và nằm về bên tay phải sẽ là right. Thì các bạn thấy giá trị bút tông B nó cũng nằm theo vị trí mà chúng ta muốn. Hoặc là đối với bút tông C, chúng ta muốn nó nằm ở phía dưới sát đường viền này và nằm ở chính giữa. Như vậy đối với bút tông C, tôi cũng sử dụng gravity. Nằm ở đường viền phía dưới sẽ là bottom và nằm ở chính giữa sẽ là center. Thì các bạn thấy nó cũng nằm theo vị trí mà chúng ta muốn.
Còn đối với bút tông D, tôi sẽ thử. Chúng ta gọi đến Gravity. Và chúng ta thấy có khá nhiều các thuộc tính để chúng ta lựa chọn. Ví dụ chúng ta chọn vào Center Vertical. Và Vertical thì chúng ta đã học rồi, nó là chiều dọc. Như vậy Center Vertical có nghĩa rằng nằm chính giữa theo chiều dọc, và nó đã nằm đúng như ý chúng ta muốn. Còn nếu như chúng ta muốn nó nằm chính giữa theo chiều ngang, thì chúng ta phải đưa vào đây Center Horizontal. Và chúng ta quan sát, nó cũng nằm chính giữa theo chiều ngang. Và tôi muốn nó nằm ở chính giữa màn hình. Tiếp tục ở đây, chúng ta đưa vào Center, thì nó đã nằm ở chính giữa màn hình. Và nếu như nó nằm ở chính giữa màn hình, chúng ta có thể ghi ngắn gọn là Center. Hoặc là chúng ta không cần ghi cũng được, bởi vì đây là giá trị mặc định. Như vậy các bạn đã hiểu về thuộc tính Gravity. Còn đối với thuộc tính Layout Gravity. Và bây giờ chúng ta muốn định dạng bút tông A, nó nằm ở phía bên trái so với màn hình. Như vậy lúc này vị trí của bút tông A là so với màn hình ở bên ngoài. Và để xác định vị trí so với thành phần ở bên ngoài thì chúng ta sử dụng đến Layout Gravity. Và nằm về bên trái thì chúng ta đưa vào đây giá trị left. Hoặc là bút tông B, chúng ta muốn nó nằm ở chính giữa, thì như vậy toàn bộ bút tông B chúng ta sử dụng đến Layout Gravity. Và giá trị của nó là Center, thì nó nằm ở chính giữa. Tương tự bút tông D, chúng ta muốn nó nằm ở bên trái, thì ở đây bút tông D. Tiếp tục chúng ta sử dụng Layout Gravity, nằm ở bên trái thì cũng là left. Và chúng ta xem kết quả xuất hiện, thì các bạn thấy nó đã đúng như ý mà chúng ta muốn. Nếu như tôi không định dạng Gravity đối với Linear Layout, tôi bỏ đi nội dung này, thì mặc định chúng ta thấy các thành phần này nó sẽ nằm về góc bên trái cho chúng ta. Bây giờ đối với bút tông C, chúng ta thử cho nó nằm ở bên phải chẳng hạn. Thì để nó nằm ở bên phải thì bút tông C chúng ta chỉ cần đưa vào Layout Gravity và giá trị của nó là Right, thì nó đã nằm về bên phải như ý mà chúng ta muốn. Và như vậy các bạn đã hiểu được cách dùng của Gravity và Layout Gravity. Hai giá trị này cùng mục đích là thiết lập vị trí của một thành phần view nào đó. Tuy nhiên Gravity thì dùng xác định vị trí ở bên trong, còn Layout Gravity thì dùng xác định vị trí so với các thành phần ở bên ngoài. Và nếu bạn nào đã học qua về CSS thì chúng ta thấy thuộc tính Gravity nó tương tự như là thuộc tính Text Align trong CSS. Còn thuộc tính Layout Gravity nó sẽ tương ứng với thuộc tính Load của CSS. Và chúng ta cũng kết thúc việc tìm hiểu sự khác nhau và giống nhau của Gravity và Layout Gravity tại đây.